Thưa quý khán giả, sau một tuần diễn ra vòng thi khởi động, thì chương trình Tài tử miệt vườn mùa năm sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên vào tối Chủ nhật này. Bằng tất cả niềm đam mê dành cho bộ môn đờn ca tài tử, các tập thí sinh đều đã thể hiện hết khả năng ca diễn của mình trên sân khấu lớn của chương trình. Các cặp thí sinh ở nhiều độ tuổi đến từ nhiều ngành nghề ở tỉnh thành khác nhau, trong đó có nhiều cặp thí sinh cũng vô cùng đặc biệt. Tất cả những điều này hứa hẹn sẽ tạo nên những sắc màu thú vị cho vòng thi đầu tiên của game show Tài tử miệt vườn năm 2024. Quen biết nhau sau những lần tham gia các câu lạc bộ tài tử, vợ chồng anh chị Đỗ Thị Kim Được và Nguyễn Văn Trị đã nên duyên từ tiếng hát lời ca. Tham gia Tài tử miệt vườn phiên bản song ca cùng với cô con gái nhỏ, anh chị đã cho thấy được tình yêu lớn với cung bậc ngũ âm là những cảm xúc vô cùng đặc biệt khi được tiếp tục đồng hành cùng nhau trên một sân khấu lớn. Cái bạn nhỏ này là tại vì ở nhà không có ai giữ hết trơn á, rồi thành ra là đem đi theo luôn. Hai vợ chồng với đứa con đem đi theo luôn. Cái tâm trạng mà nhìn cái không khí ở đây thì rất là nhộn nhịp. Mấy anh chị thí sinh, mấy cô chú đồ này kia nọ thì cũng hay, cũng phấn khởi. Mình xem mấy mùa mình cũng rút được kinh nghiệm rồi, cũng tự tin được miếng, đi thử rồi sao. Ngoài những cặp đôi đã quen biết, kết nối và tập luyện với nhau từ trước, nét đặc biệt của phiên bản song ca còn là những sự kết hợp hết sức ngẫu nhiên và thú vị, giống như cặp bà cháu Tây Ninh và Đồng Tháp này đây. Cũng đều vì tình yêu dành cho cung bậc ngũ âm mà cả hai bà cháu đã gặp gỡ và cùng đăng ký tham gia ngay ở phòng chờ của vòng khởi động. Một bà, một cháu, một người lớn tuổi và một người tiếp nối, tất cả sẽ mang đến những câu chuyện đam mê đông đầy cảm xúc. Hồi đó có một người hứa đi rồi bại mà mày bị té đó, rồi cái bẻ dễ dẻo luôn đi, rồi bà xuống một mình xuống đây cũng nhờ cái thằng cháu ở đây nó hát thấy cũng khúc được khúc không. Bây giờ cũng mình hát vui vẻ thôi chứ cũng không cần đậu, không cần đậu, không cần gì nên không có quan tâm tới, không có quan trọng, không có hát vui vẻ thôi. Em là em đi một mình tại vì em không có tìm được bạn thi cùng. Cái em đi đại rồi mai sau gặp được ngoại ở cái độ tuổi của ngoại, nhưng mà ngoại vẫn còn cái lửa, cái nhiệt huyết của mình. Ngoại từ ở rất là xa xuống đây thì ngoại truyền cho em một cái nguồn năng lượng rất là lớn về cái tình yêu, về cái bộ môn đờn ca tài tử, một cái bộ môn văn hóa dân tộc của mình. Tham gia Tài tử miệt vườn phiên bản song ca năm nay, bên cạnh các cặp vợ chồng, các cặp đôi ngẫu nhiên, còn có các cặp là anh em, cậu cháu, bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Qua đó có thể thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình, mà hơn hết là tình yêu với đờn ca tài tử giọng cổ cải lương đã tạo nên sự kết nối gắn kết. Những cặp đôi đặc biệt cùng những phần thi thú vị sẽ được bật mí qua các tập phát sóng của vòng khởi động. Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào lúc 19:10 Chủ nhật tuần này, ngày 22 tháng 9. Xin mời quý vị khán giả cùng quan tâm theo dõi và ủng hộ cho các cặp thí sinh tài tử miệt vườn.